Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Chuyện là hôm qua có bạn khách nhắn tin cho fanpage Minh Phụng hỏi rằng mua đàn organ có đắt không? Thì hiện nay đàn keyboard có mức giá đa dạng. Giá của đàn sẽ phụ thuộc vào từng hãng đàn và model. Và organ sẽ có mức giá tốt, dễ dàng sở hữu hơn so với piano. Trong đó đàn keyboard Kotman được đánh giá là chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người dùng và mức giá hợp lý. Kỳ này Minh Phụng Music sẽ cùng với anh em chuẩn bị hàng lên đường bàn giao các mẫu organ Kotman về rất nhiều đại lý khác nhau. Nào chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Phía trong showroom là những kiện hàng siêu khổng lồ, số lượng hoành tráng đang được hai bạn nhân viên tiến hành đóng gói. Đơn hàng lên đường ngày hôm nay sẽ là: đầu tiên về Cà Mau gồm có organ K300S, K150, organ K250, K360 về Bạc Liêu. Và chuyến đi Sóc Trăng sẽ là piano điện Dynaton SLB210. Nhìn tổng thể các cây đàn trước khi khởi hành đều được các bạn nhân viên dùng ni lông bọc quanh đàn nhiều vòng tất cả các mặt để tránh ẩm ướt và ảnh hưởng do thời tiết, bảo vệ tối đa sản phẩm. Và toàn bộ đàn đã được team đóng gói hoàn chỉnh, xe hàng đã có mặt đưa hàng vào trong cùng team nhé. Khi các nhạc cụ lần lượt theo đội vào xe thì đây là điểm chung của các model. Lên đường lần này, điểm nhấn mà anh em không thể bỏ lỡ chính là toàn bộ model organ nhà Kotman đều có trang bị cảm ứng lực nhấn và thiết kế với kiểu dáng hiện đại, năng động. Tìm hiểu từng model với mình nha. Organ Kotman K150 chỉ hơn 2 triệu nhưng sở hữu chức năng sustain để tạo độ vang như khi chơi piano. Đến với Kotman K250 thì đàn cắm được micro để các bạn có thể hát trong khi K250 kết nối với điện thoại. Đây với trang bị band và modulation làm rung âm sắc trên Kotman K300S giúp bạn chơi các bản nhạc dân ca hay hơn. Và siêu phẩm Kotman K360 với bộ nhớ mở rộng ghép được 150 style, có band luyến lấy và bộ dữ liệu sampler cực hay được cập nhật thường xuyên trên website. Ngoài ra trong chuyến đi này còn có piano điện SLB210 với chất lượng âm thanh ổn định sẽ đến chành rồi. Cùng team mang đàn vào thôi nào, để mình giới thiệu về công ty cho anh em hiểu rõ hơn nhé. Công ty âm thanh nhạc cụ Minh Phụng Music chuyên phân phối các dòng nhạc cụ âm nhạc trên cả nước đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân phối cho hàng trăm đại lý lớn nhỏ trên toàn quốc. Công ty đã đón nhận nhiều sự tin tưởng và luôn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong suốt thời gian qua. Vậy là buổi giao nhạc cụ siêu hoành tráng về với đại lý tại Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng của team Minh Phụng Music đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu nhạc cụ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.